kỳ hoa dị thảo tại Hội Hoa Lan thành phố Bảo Lộc. Không phải lan này, mà là lan này cả nhà ơi. Mọi người thấy chưa, đảm bảo là phải 98% anh chị là lần đầu tiên thấy được cái dòng lan này đúng không? Đây chính là một cái dòng lan mà cái màu nó cực kỳ ma mị luôn. Bây giờ là sáng đèn là ánh sáng nó chiếu vô là mình thấy còn ma mị á. Chứ buổi tối cả nhà nhìn thấy như những con sâu róm đang đu rồng đưa nè. Nó cực kỳ ghê luôn cả nhà. Thử coi là phải 98% anh chị không biết dòng lan này, không ạ? Anh chị thử comment đi. Tên của dòng lan này, nếu mà anh chị nào comment đúng á là nếu mà nhiều người comment đúng á là mình biết là có nhiều người biết nha, còn nếu mà không ai comment đúng á là chắc chắn là không ai biết cái dòng lan này rồi. Để che cái tên lại nha cả nhà. Bật mí cho cả nhà biết luôn là đây là dòng lan lộng tóc ha. Và cả hội hoa này chỉ có đúng một giò này luôn. Và đi bao nhiêu hội hoa rồi lần đầu tiên mới gặp cái dòng lan lộng tóc cực kỳ độc lạ này cả nhà. Mình xem cận cảnh nha. Những cái râu nó mọc lên và nó có một cái suối hoa xuống, nó có những sợi tơ nhỏ nè, như tóc luôn. Nhìn vậy không ạ? Nhưng mà cực kỳ độc lạ luôn. Cái giò lan này mọi người không thấy lá, không biết nó có lá không nữa. Cái này không biết nó dòng này nó có lá không cả nhà. Mà thấy nó rụng hết lá rồi. Nó còn cũ không à. Và hoa không? Quá lạ luôn, một cái màu. Còn cái gam màu của nó là gam màu tím nữa nha. Cái màu tím mà nó khá là phù thủy luôn á. Kiểu mà giống như những trong coi phim phù thủy, những cái phù thủy mà quấy những cái nồi, những cái vạc này nè, bốc khói tím lên nhìn đúng là ma mị cả nhà. Một dòng lan quá dị biệt trong cái hội hoa này luôn. Nhưng mà độc lạ, rất là độc lạ cả nhà. Đây là độc lạ Bảo Lộc chứ không phải độc lạ Bình Dương nha. Đó là Mây Lan TV đã mang tới cho mọi người một cái dòng lan độc lạ tại Hội Hoa Lan thành phố Bảo Lộc rồi. Thì bây giờ tiếp tục là sẽ là những chậu lan độc lạ khác nữa. Nhưng mà hẹn mọi người ở clip sau nha.